Ok bác nhá, em sẽ test chất lượng âm thanh một dàn karaoke trị giá 33 triệu đồng. Với cái bộ karaoke này thì với không gian các bác rộng rộng một tí chơi rất ok cho em nhá. Một quả súp hơi bát 50 của Leso hàng bãi. Đó, và một đôi All Center bát 30 là loa full đẩy 4 kênh ETC D1200. Đấy, vang số của JD nhá. Quản lý nguồn JD và mic của BBS. À đây 1 2. Chuyện từ một đêm cuối nghèo một người tiễn một người đi đêm tựa bài thơ nước giữa đêm sương nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chất lượng âm thanh của bộ karaoke ngày hôm nay lên cho các bác giá chỉ có 33 triệu đồng. Bên em sẽ miễn phí lắp đặt tại nhà cho các bác luôn, căn chỉnh tặng kèm một cái gói căn chỉnh bằng thiết bị đo chuyên nghiệp súp hơi của Leso. Hàng này là hàng bãi nhé, bát tép bát của nó là bát BVC cô 100. Đó, hàng bãi xịn luôn. Một đôi Audio Center PF 12 cộng đó này. Audio Center PF 12 cộng. Đó. Và bộ mic không dây ngày hôm nay em test cho các bác là bộ mic không dây của BBS hàng bãi xịn nhá, S550GS. Bộ mic này thì bên em đang cung cấp cho các bác mức giá là 2 triệu rưỡi này. Đấy, bộ mic và con vang KX500 của JD là 2 triệu rưỡi, đồng giá 2 triệu rưỡi. Nhận hàng chúng ta được quyền kiểm tra trước khi thanh toán cho em. Đó. Và cục đẩy công suất D1200 của ETC, cục này thì em bán rất nhiều rồi. Cục này thì giá là 6 triệu 300 nghìn đồng nhá. 80 sò 24 tụ. Đó. Quản lý nguồn KP200 của JD Polario, đồng bộ của cái combo karaoke ngày hôm nay lên cho tất cả các bác, đó chính là mức giá là 33 triệu đồng. Lắp đặt tại nhà tặng kèm đầy đủ phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ có luôn là pin sạc này, dây jack kết nối, nói chung là căn chỉnh làm sao bàn giao cho bác ngon lành bộ karaoke ngày hôm nay. Giá 33 triệu đồng cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Các bác nào đang có nhu cầu lên một hệ thống karaoke âm thanh trong cái phân khúc tầm giá này thì chúng ta có thể tham khảo hệ thống này cho em nhé. Cực kỳ hợp lý và rất là hay. Hàng em bảo hành cho các bác trong vòng, nếu như hàng mới em bảo hành 1 năm, còn hàng bãi thì em bảo hành cho bác trong vòng 6 tháng. Được chưa? Yên tâm luôn, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng cho các bác yên tâm sử dụng. Đấy, một hệ thống bộ karaoke rất là VIP, 33 triệu đồng mới nhá. Ok, xin chào các bác.